Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Sở Lao động, Thương binh, Xã hội các tỉnh, thành phố công bố số điện thoại đường dây nóng nhằm giải đáp, phản ánh, kiến nghị trong quá trình triển khai quyết định số 23 về hướng dẫn gói hỗ trợ 26.000 tỷ. Cụ thể, 0886487322, vụ bảo hiểm xã hội, giải đáp về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tự tuất. 0911011166, vụ pháp chế giải đáp về chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em, chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 là F0, người phải thực hiện cách ly y tế là F1 theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 0911151166, cục việc làm giải đáp về chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, chính sách với lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác. 0911154488, cục quan hệ lao động và tiền lương, giải đáp về chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. 0911191122, Văn phòng Bộ Lao động Thương binh Xã hội giải đáp về chính sách hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng 4 trong đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động nghệ thuật biểu diễn, chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch và thông tin tổng hợp tình hình thực hiện các chính sách. 0911041122 giải đáp về việc tiếp nhận thông tin khiếu nại tố cáo, bạn đọc liên hệ thanh tra bộ.